đình. Nước tăng đình tăng chất dân nghèo luôn, người dân nghèo khổ kiếp sống mưu sinh, thế mà giờ tăng giá điện. Trời ơi ai hiểu lòng dân, bữa nay cái gì cũng tăng quá trời. Được tăng điện tăng thấy lương chẳng tăng, giờ đây ai cứu, ai cứu dân đây, đã nghèo còn thêm mắc nợ. Giờ chi phí tăng quyền, hãy suy nghĩ lại, cảm thông được nỗi khổ của người dân, và mong điện nước sẽ mãi không tăng, giống mùa hè có nóng nực, người dân biết ơn vô cùng. Mỗi năm đến nè là tăng giá điện, nước tăng điện tăng chết dân nghèo luôn, người dân nghèo khổ kiếp sống mưu sinh, thế mà giờ tăng giá điện. Trời ơi ai hiểu lòng dân, bữa nay cái gì cũng tăng quá trời. Giờ đây ai cứu dân đây, đã nghèo còn thêm mắc nợ, giờ chi phí tăng mỗi ngày. Nước điện ngày càng tăng, dân ta muôn trong mặt, đã nghèo mà lại mặn già. Người dân quyền hãy suy nghĩ lại, cảm thông được nỗi khổ của người dân, và mong điện nước sẽ mãi không tăng, giống mùa hè có nóng nực, người dân biết ơn vô cùng. Và mong điện nước sẽ mãi không tăng, giống mùa hè có nóng nực, người dân biết ơn cùng. Và mong điện nước sẽ mãi không tăng, giống mùa hè có nóng nực, người dân biết ơn vô cùng. Thành đạt cảm ơn các bà con rất là nhiều nha. Nếu bà con mà thấy cái clip này của mình mà thấy hay á, bà con nhớ đăng ký kênh với bấm subscribe với like và chia sẻ kênh giùm mình nha bà con. Tâm Phát TV, kênh nhạc chơi Cùi Tam Giác.